Long Hoài xin chào anh chị cô chú. Trước khi mà giới thiệu một mảnh đất vườn vuông vắng, phủ hồng đất ở, có thể là lên thổ cư được, có sẵn cây ăn trái nằm trên trục đường thông thoáng, mặc dù là đường bê tông thôi nhưng mà nó rất là rộng, không khí ở đây thì mát mẻ, trong lành, mảng xanh nhiều, dân cư thì nói chung nó không đông lắm. Cách đây tầm khoảng cỡ 30 mét thôi là bắt đầu có nhà dân rải rác dần ra ngoài hướng đó, là nhà dân nó đông dần rồi. Và rồi gần với lại đường quốc lộ, gần chợ, gần trường học thì Long Hoài đặc biệt hơn nữa là giá khá là hợp lý anh chị. Thì Long Hoài xin chia sẻ đến anh chị cô chú một câu chuyện như thế này ha. Thường thường á, anh chị mình đi mua đất á, mua đất ở Bà Rịa Vũng Tàu á, mình hay coi cái trên cái app á, trên cái app điện thoại á, có nhiều loại đất anh chị, có nhiều loại đất nó quy hoạch đất ở, nó phủ hồng đất ở trên app, nhưng mà thực tế phủ hồng chưa chắc gì đã lên thổ cư được đâu anh chị. Cho nên là anh chị cô chú mình nên lưu ý cái khoản này. Mình đã bỏ một số tiền nó cũng khá là lớn ra, nói chung là tiền toàn tiền tỷ không, tiền trăm tiền tỷ không ha, nên là mình nên đi kiểm tra ở ngoài phòng tài nguyên môi trường nè, ở phòng kinh tế hạ tầng nè, hoặc là ở bên xây dựng, là xem thử cái mảnh đất mà mình cần mua đó có được phép xây dựng hay không, có được phép lên thổ cư được hay không, có được phân lô tách thửa hay không. Chứ coi trên app nhầm khi nó là phủ hồng đó chứ nó chưa chắc gì đã lên thổ cư được đâu ha. Cái app này là coi là chẳng qua là coi để tham khảo thôi ha anh chị. Đó cũng là một trong những cái lưu ý mà Long Hoài cũng muốn tư vấn đến anh chị cô chú. Thêm một điều nữa là thông thường thì Hoài đi review đất, trước khi mà mình vô một mảnh đất để mình review thì Long Hoài thường là Long Hoài nhận nguồn là Long Hoài sẽ kiểm tra cái quy hoạch nó trước. Mà Hoài thì có cái phần mềm đó, Hoài kiểm tra nó khá là kỹ anh chị. Tại vì mình bỏ số tiền tỷ ra mà mua một mảnh đất, lỡ mà xui xui nó dính quy hoạch, lỡ mà xui xui nó dính cái này dính cái kia, nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình mất ăn mất ngủ lắm. Thứ hai á, là Hoài sẽ coi cái vị trí nó, cái vị trí nó, cái khu vực nó như thế nào, nó giá như vậy là có hợp lý hay chưa. Tại vì Hoài á, là chuyên làm về đất bất động sản ở một cái huyện, một cái xã ở đây, ở huyện Châu Đức này, cho nên là hàng ngày công việc hàng ngày của mình mà mình định giá nó cũng khá là ok. Anh chị chỉ cần gửi sổ ra thôi, anh chị mình mà có muốn tư vấn về định giá hoặc là cái gì đó thì cứ gửi sổ qua Long Hoài kiểm tra cho ha, hoàn toàn là miễn phí. Rồi thì ngày hôm nay Long Hoài có mặt ở đây quay giới thiệu đến anh chị cô chú một thửa đất vườn vuông vắng lại với nhau, quy hoạch đất ở một nửa là đất cây lâu năm, anh chị mình có thể đăng ký lên thổ cư được. Đường xá thì thông thoáng, con đường này tạm gọi là con đường liên xã anh chị, nó nối từ ba xã lại với nhau, gồm là xã Bầu Chinh nè, xã Kim Long nè, và xã Quảng Thành. Đường ở đây là nó rộng 6 mét, ô tô xe tải gì lưu thông thoải mái. Ngay khúc chỗ đây nè, dân cư nó còn thưa đó, nhưng mà cách cây trụ điện cách cỡ 30 mét đó, dòm xéo qua là có nhà dân, bắt đầu cái hướng đó mà đi ra dần là nhà dân đông dần rồi anh chị. Còn cái hướng này nè, ngay chỗ đây thì nó không có nhà, nhưng mà cách đây tầm khoảng cỡ 50 mét là bắt đầu nhà nó đông dần ra rồi. Cái hướng quốc lộ 56 là cái hướng đó anh chị. Cái thửa đất vườn ngày hôm nay á, nó có tổng diện tích là 1.105 mét vuông. Cái ưu điểm của mình á, là nó được 12 mét mặt tiền đường như thế này là anh chị, thì bề ngang của nó là từ đây nè, từ cái trụ rào này nè, mình đổ qua bên đây á, là mình được 12 mét mặt tiền. Cái cạnh bên này á, là 91 mét, cái cạnh bên kia á, là mình được 94 mét, ở đằng sau cũng là 12 mét, nó vuông vắng lại với nhau. Với những thửa đất mà 1.001 mà bề ngang 12 mét thì nó cũng khá ok ha. Ví dụ như bề ngang nó 5 mét, 7 mét, hoặc là dưới đó, dưới con số đó thì nó khá là nhỏ anh chị, nó cũng không có được đẹp ha. Như thửa đất này thì mình có thể là làm nhà vườn, nó cũng khá ok nè, hoặc là mình cái chiều dài nó cũng hợp lý nè, hoặc là mình có thể là tách thửa ra cũng được ha anh chị. Đất của mình nó tọa lạc ở xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và nó cách cái thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng cỡ 75 km thôi. Hướng này nè, mình chạy ra mình đụng con đường Kim Long Quảng Thành, là đoạn nối của đường quốc lộ 56, quẹo phải là mình về tới Quảng Thành, về ngay hồ Quảng Thành, về khu dân cư Quảng Thành, chạy thẳng nữa là về Lâm Sang, Cầm Mỹ, Đồng Nai. Còn quẹo trái là mình sẽ ra quốc lộ 56 tầm khoảng cỡ 1.5 cây, 2 cây số là mình ra tới quốc lộ 56. Ngay quốc lộ 56 mình chạy thẳng lên là mình sẽ lên nút giao cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hoặc là đường quốc lộ 1A tầm khoảng cỡ 30 cây. Rồi ngay nút giao cao tốc Dầu Dây Phan Thiết theo con đường cao tốc đó, mình chạy thẳng là mình sẽ lên tới thành phố Hồ Chí Minh, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng cỡ 75 cây số ha anh chị. Còn cái hướng này nè, mình tới đây cái mình bo cua qua một nhịp nè, tới đây mình bo cua qua nhịp nữa là mình sẽ ra tới quốc lộ 56, đoạn ngay ủy ban nhân dân xã Bầu Chinh, ngay chợ, ngay trường cấp 1, trường cấp 2, trường mầm non, trung tâm y tế.
Đoạn đường quốc lộ 56 là đoạn đường đi ngang địa phận ở huyện Châu Đức. Mình chạy thẳng xuống nữa là về tới thị trấn Ngai Dao, còn chạy thẳng xuống nữa là mình về tới Bà Rịa, về tới Vũng Tàu, về tới biển Vũng Tàu. Thì khu vực này nó cách biển Vũng Tàu tầm khoảng cỡ 40 cây số. Đường xá rộng rãi cho nên là cái thời gian mà mình di chuyển nó cũng gần, nó cũng ngắn anh chị. Bà Rịa Vũng Tàu là luôn luôn là như vậy, đường xá là rộng rãi, không khí trong lành, mát mẻ. Đặc biệt hơn nữa là thửa đất vườn này á, nó có cái giá hợp lý anh chị. Chủ đang mong muốn với giá là 1 tỷ 170 triệu ha, giá này còn thương lượng, nói chung thương lượng nhẹ thôi chứ thương lượng bạc trăm là cũng chủ không bán ha. Nói chung là hoài so sánh khu vực là thấy nó cũng khá ok, lên được thổ cư mới là cái quan trọng ha. Do mình đất Phủ Hồng, thì trên đầu video hoài cũng có chia sẻ rồi đó, cũng là Phủ Hồng mà mình coi trên app là nó khác, mình coi trên phòng tài nguyên là nó khác ha. Ở ngoài khuyến cáo anh chị cô chú mình nên coi quy hoạch ở trên phòng tài nguyên và phòng kinh tế hoạch tầng hoặc là bên xây dựng để mình coi cái thửa đất của mình, tại mình bỏ tiền tỷ ra rồi, đã bỏ tiền tỷ ra rồi thì mình nên coi những quy hoạch ở trên đó cho nó chắc cú ha, tránh tiền mất tật mang ha anh chị. Đất của mình ngày hôm nay nó quay mặt về hướng tây, hướng mặt trời lặn, nó nắng vào buổi chiều, buổi chiều nắng hướng chánh tây luôn, cho nên buổi chiều nó cực kỳ là nắng, được cái là buổi sáng nó mát anh chị. Quang cảnh phía trước mình nè, ngay đây chạy tới 30 mét nữa là bắt đầu có nhà rồi, nhà dần ra ngoài đó là nhà dần. Ở đây mà mình đi chợ đi búa đó là đi theo hướng này để về trung tâm thương mại Kim Long. Cái ưu điểm Bầu Trinh mình là nó giáp giữa hai trung tâm thương mại lớn, đó là trung tâm thương mại Kim Long và trung tâm thương mại Ngãi Dao, là hai trung tâm thương mại lớn nhất nhì ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này anh chị. Nên là mình được cái lợi thế đó ha, đường xá của mình thì thông thoáng với nhau. Trung tâm thương mại Kim Long cũng là một trong những chợ đầu mối về thịt heo, rau sạch. Hợp chợ Kim Long thì tầm khoảng 12 giờ đêm là đã có hợp chợ rồi. Còn ở Bầu Trinh mà cái đoạn ngay chỗ đây nè, đây mình chạy ra là tới ngay chỗ ủy ban dân xã Bầu Trinh, ngay trung tâm của xã Bầu Trinh. Là về đêm á, ví dụ như anh chị cô chú mình ở đây, sau này mình lập cái nhà vườn mình ở đây ha, ví dụ như 10 giờ đêm, 11 giờ đêm mà mình có đói bụng ha, thì mình chạy ra đây ra tầm cỡ 1.5 cây số thôi, là ở ngay chỗ ủy ban nhân dân xã Bầu Trinh đó. Cái đoạn ngay chỗ đó là người ta buôn bán ăn uống nó rất là sầm uất anh chị. Hoài cũng quay review nhiều lần ở ngay chỗ trung tâm của xã Bầu Trinh rồi. Về đêm và ban ngày là nó đông đúc lắm. Được cái là mình ở đây nó yên tĩnh. Nhà cửa ở đây nó còn ngay chỗ vị trí mình thì nó còn hơi thưa ha. Rồi, đi vào trong đất đi. Đất của mình là đất loại đất thịt thôi anh chị. Nó có hơi pha sỏi cơm. Trên đất thì có điều, trồng chừng khoảng cỡ gần 10 cây điều, cái điều tơ thôi ha. Rồi mít, một số cây mít cho ăn trái. Đất ở đây nó cũng tốt anh chị. Đó, anh chị nhìn cây mít là anh biết rồi. Trái nè, xanh nè. Hôm bữa là cỏ đây là nhiều lắm, cỏ xanh, nên chủ đất người ta bơm thuốc cỏ. Nên nhìn ở trên màn hình thấy nó hơi vàng, đây là thuốc cỏ rồi ha. Bơm chết cây, chết mấy cái cây cỏ, nhìn nó vàng, đây có cây mít, trái quá chừng. Ngay đây là mình có cái hàng đá nè. Hồi xưa người ta làm nông nghiệp anh chị, người ta móc đất lên để người ta trồng cây. Cây xanh mà anh chị thấy không? Cái điều là xanh tốt. Thì người ta móc cái mấy cái hố này là cái người ta dư cái đá. Thì người ta mới lấy, người ta xếp vậy. Sau này mình lấy cái đá này nè, mình tận dụng mình làm hồ cá coi chẳng hạn. Mình lấy cái đá này mình làm móng nhà cũng ok anh chị, đỡ được mình chi phí ha. Đi thẳng xuống sau thì nó hơi tùm, nói chung ở đây chỉ có điều thôi. Khúc phía sau này chỉ có điều thôi. Mấy chục cây đó. Đây nó có cái nhà. Đây cái nhà kiểu dạng như là cái nhà trời tròi á, hồi xưa là nguyên cái miếng này nè, gần như là gần 7-8 sào vậy đó. Xong cái người ta mới tách ra từ từ, người ta bán từ từ dần ha. Đây là dạng như xưa người ta ở nhưng mà giờ để làm cái chòi. Đó. Đây mà mình đi nhà thờ nè, đi chùa chiền cũng tiện. Đây mình ra chạy tầm khoảng 1.5 cây số là ra tới nhà thờ Kim Long. Còn đây mà đi chùa thì đi chùa Như Ý, chùa lớn nhất ở huyện Châu Đức này anh chị. Đây chạy ra tới quốc lộ 56, chạy quẹo phải cái là ra tới chùa Như Ý, chùa rất lớn ha. Đây thì nó cũng tiện, mặc dù là nhìn thấy nó xung quanh không có nhà cửa. Đứng ngay đây quay thì nó không thấy nhà cửa, nhưng mà lắc đưa lấy cam lên trên cao là bắt đầu nhà cửa dần ha.
Rồi, thì thửa đất này mình cũng có thể tách thửa được nè anh chị. À, cũng là phủ hồng nhưng mà nó tách thửa được ha. Đây từ đây nè, trụ từ đây qua tới ngay chỗ cây trụ điện này luôn là 6 mét. Mình tách lô cũng được ha. Rồi từ ngay trụ điện đây 6 mét. Mình tách được lô nữa là 2 lô. Đó. Mình sử dụng được ha, vừa làm nhà vườn được, vừa tách thửa được. Hoặc là mình sử dụng làm nhà vườn, nó vướng cái cây trụ điện này thì anh chị mình có thể là dời đi. Đó. Lấy dời hoàng bên. Cái dời này dời được ha anh chị. Long Hoài cũng từng dời cho khách hàng nhiều lắm. Dời cho rất nhiều khách hàng. Đó, dời hoàng bên. Ở đây thì có nước máy luôn ha anh chị ha. Ngay chỗ trên kia nè. Đó, mình đăng ký là vô, là như nước kéo vô ha. Ở trên kia, mua lúc bên kia tại nãy Long Hoài chạy hướng đó là thấy có nước máy. Bây giờ thì Long Hoài xin gửi những hình ảnh ở trên livecam để anh chị cô chú mình quan sát cái khu vực này đi ha, cũng như là mình định hình cái mảnh đất của mình. Đất của mình là ngang là 12 mét mặt tiền đường ha anh chị. Ở phía trước á, ở trên đầu màn hình của mình á, đường bê tông. Mặc dù là đường bê tông nhưng mà đường bê tông này nó khá là rộng ha anh chị. Rồi cái cạnh của mình tới 91, rồi một cạnh kia là 94, là nó cũng khá là ok, nó khá dài ha anh chị ha. Vuông vắn lại với nhau. Trên đất thì có mảng xanh, có cây trồng như có điều là cây công nghiệp nè, có mít nè. Rồi con đường bê tông này mình đi theo cái hướng này nè. Đó, tầm ở 50 mét thôi là bắt đầu có nhà rồi anh chị. Rồi hoặc là ngay chỗ ngã ba này mình đi thẳng á, là mình cũng sẽ ra tới đường quốc lộ 56. Thì ra ngay chỗ đoạn gara ô tô Châu Đức á anh chị. Đó, theo đường ngay chỗ ngã ba này nè ha. Rồi, hoặc là mình ngay chỗ ngã ba này mình quẹo là mình cũng đi ra tới ngay chỗ xã Bồ Chinh. Đó, theo con đường nhựa đó thì thẳng ra là ra tới ngay xã Bồ Chinh, ra con đường quốc lộ 56 hướng đó ha. Ngay mấy ngọn đồi cao cao đó là khu nghiệp Sona Desi Châu Đức, được cù xuống Nghệ đó anh chị. Ở đây mà mình cách đó tầm khoảng có 10 cây số ha. Rồi đất của mình là nằm ngay đây ha. Nó chợt qua bên phải màn hình á, tầm 30 mét thôi là bắt đầu có nhà rồi. Đó, nhà ở hiện hữu. Rồi đi thẳng đường này là mình sẽ ra tới con đường Kim Long Quảng Thành. À, con đường đó là đường nối tủ của lộ 56 chạy thẳng về tới Hồ Quảng Thành, về tới khu dân cư Quảng Thành, về Lâm Sang, về Cẩm Mỹ, Đồng Nai luôn anh chị. Đó, mặt độ dân cư mà đông 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 ở bên phải màn hình của mình á. À, xin lỗi, bên trái màn hình của mình là trung tâm thương mại Kim Long, đường quốc lộ 56 ngay chỗ hướng đó ha. Mình ở đây mà cách chợ, cách trung tâm là tầm khoảng cỡ 2 cây số anh chị. Rồi mình cách với lại cái hồ này là hồ Quảng Thành, cách cũng tầm cỡ 2 cây số lại ha anh chị ha. Thẳng lên là khu dân cư chợ của Quảng Thành, thì thẳng nữa là về Lâm Sang, về Cẩm Mỹ, về Đồng Nai, về Trương Định, Đồng Nai ha anh chị. À, vị trí nó cũng khá ok ha. Thì chỉ có cái khuyết điểm là vậy nè, là ngay chỗ đất của mình là dân nó hết. Đó, đó là khuyết điểm ha, nhưng mà sau này thì theo Hoài nghĩ dân cư nó cũng đông dần vậy thôi. À, được cái là mình cách với lại con đường quốc lộ 56 chỉ tầm khoảng cỡ cây rưỡi số đô lại ha, nó cũng gần chứ không đến nỗi xa lắm, xôi lắm chị, không phải là nơi khỉ ho hò gáy gì đâu ha. À, giá vậy thì nó cũng khá ok, 1 tỷ 170 triệu, có thương lượng nhẹ ha anh chị. Giá vậy thì nó cũng khá ok. Còn đây là sổ của mình, thửa 130 tờ bản đồ số 48 ở xã Bồ Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 1.104,9 m², có nghĩa là một sào mốt anh chị, một sào mốt 0.05 m² ha. Hình thức sử dụng riêng, đất trồng cây lâu năm, hạn sử dụng đến năm 2043. Thửa đất này cấp đổi sổ mới rồi cho nên anh chị cô chú mình an tâm về mảng pháp lý ha, ký giấy ranh lại ba bên lại với nhau hết rồi nên anh chị cô chú mình an tâm. Long Hoài giải thích trên video luôn ha, hạn sử dụng đến năm 2043, có nghĩa là tới thời hạn năm 2043 anh chị cô chú mình gia hạn thêm. Hầu như đất ở đây là đại đa số là tới năm 2033, tới năm 2043, tới 2063 là nhiều anh chị. Đó, tới thời điểm đó thì mình cứ gia hạn lên thôi ha anh chị, tất cả các loại đất luôn ha anh chị ha. Đây là hình dáng thửa đất của mình. Đất của mình là nằm trên đường bê tông nè, mình cũng có lộ giới của giới nè anh chị. Sau này nhà nước cũng sẽ mở đường nè, lộ giới vô tầm khoảng cỡ 1.5 m nữa ha. Đó. Hiện tại thì đường mình nó rộng khoảng gần 6 mét rồi, mở rộng ra nữa hai bên, nếu mà mở rộng ra nữa thì dân cư nó sẽ ập dần về. Là kế hoạch đất của mình là nó cũng có phủ hồng đất ở, là cũng có hướng để mà cho dân về xây nhà xây cửa rồi ha anh chị. Đất thì nó quay mặt về hướng tây. À, cái bề ngang tiếp xúc với mặt đường mình là được 12 mét nè. Một cạnh là 91 m, cạnh kia là 94 m, ở đằng sau của mình cũng 12 m, vuông vắn lại với nhau, đất xào vuông vắn lại với nhau, không bị bóp hậu. À, cũng khá là
Hấp dẫn anh chị ha. Rồi ráp vào phần quy hoạch đi anh chị. Bề ngang của mình là được 12m nè, một cạnh là 91m, cạnh này là 94m, ở đằng sau mình là 12m nè. Đó, quy hoạch của mình ở phía trước là phủ hồng đất ở ha, ở đằng sau là đất cây lâu năm, thì mình được gần như phân nửa là đất ở nông thôn. Ở đây là anh chị cô chú mình lên thổ cư được ha anh chị, cũng là quy hoạch đất ở nhưng mà có chỗ lên được chỗ không ha anh chị ha, anh chị cô chú mình lưu ý cái chỗ đó ha. Nhưng mà theo Long Hoài quan sát cái khu vực ở khu vực này á, thì đại đa số là nó lên thổ cư được, nên mình an tâm ha. Cái khu vực này nè là nó lên thổ cư được nên mình an tâm. Cái lô đất này nãy giờ nó Long Hoài phân tích thì nó cũng có rất nhiều cái ưu điểm, nhưng mà nó sẽ có một cái khuyết điểm anh chị, là gần đây nè, đó cái chấm màu đỏ 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 này nè. À, là cái trụ phát sóng ha anh chị, cái trụ của đường điện cao thế, thì từ đất của mình mà nó cách với đường điện cao thế nó cũng khá là xa anh chị, nó cách cũng khoảng cỡ gần 50m đó ha. À, thì anh chị cô chú mình lưu ý cái khoảng này thôi, trong cái thửa đất của mình thì mình nên lưu ý cái khoảng này. À, ngay chỗ trụ đỏ 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 này, đây là cái đường điện cao thế đó ha. À, đường điện cao thế thì nó cách mình khoảng 50m. À, sau này mình có làm nhà vườn thì mình làm nhà vườn ở khúc trên đây nè. À, tại vì của mình tới 9 mấy mét lận, chiều dài của mình 9 mấy mét, sau này mình làm nhà là mình làm từ đoạn cách vô khoảng cỡ từ mặt đường cách vô khoảng cỡ 10m, 15m, cách vô khoảng 20m rồi mình xây cái nhà ở đoạn lửng giữa này nè, rồi phía sau này mình làm vườn nó khá ok, nó cách xa nhà mình. Rồi thì bây giờ Long Hoài xin dẫn anh chị cô chú mình tham quan một vòng khu vực ở đây đi ha. Ở đây thì được cái là mảng xanh nó nhiều cho nên là không khí cực kỳ mát mẻ anh chị. Đó, đối diện xéo cho mình là cái nhà này. Nãy giờ Long Hoài nhắc tới cái nhà này hơi nhiều ha. Nhà này đẹp lắm. Phía trước là người ta trồng bông hoa, cây cảnh, rồi cây kiểng, rồi cây ăn trái đầy đủ hết. Cũng có cây công nghiệp nữa anh chị. À. Rồi chạy tới xíu, đất của mình nằm ở đây. À, đất mình nằm bên đây ha. À, gần đây thì Long Hoài quan sát ha, thì cũng thấy ở đây người ta cũng phân lô tách thửa nhiều lắm anh chị. Ở khu vực này người ta cũng phân lô nhiều lắm. Chạy tới đây mình gặp một con đường đất ha, đó ngay chỗ ngã ba này nè, mình có con đường đất, nếu mình chạy thẳng nữa là mình sẽ ra gara ô tô Châu Đức đó. Còn mình chạy theo hướng này là mình sẽ ra tới ngay chỗ đường con đường nhựa về chùa Như Ý, theo hướng này cũng được ha anh chị. Chùa Như Ý là một cái chùa mà rất lớn ở khu vực này, khu vực huyện Châu Đức này. Hoặc là mình quẹo phải là mình sẽ ra tới ngay chỗ ủy ban dân xã Bầu Chinh, đoạn ra đường quốc lộ 56, đoạn đường quốc lộ đi ngang địa phận huyện Châu Đức. Ở đây thì ô tô xe tải, đường này thì ô tô xe tải gì lưu thông thoải mái ha, đường nó rộng. Ngay đây có cái view nè, đất ở đây nó cao à, nhìn xuống cái view phía dưới nhìn hay ha. Đây có nhà nữa anh chị. Rồi thì đánh giá chung á, 1 tỷ 170 triệu, giá thương lượng chút đỉnh, không thương lượng nhiều ha, thương lượng bạc trăm là không được ha, thương lượng chút đỉnh thôi, thương lượng giấy tờ hoặc là thương lượng gì đó thì Hoài dẫn anh chị cô chú mình vào nhà chủ thương lượng ha, chủ cũng ở gần đây. Hoài xin kết thúc video ở đây ha. Mình chúc anh chị cô chú sức khỏe, nhớ bấm đăng ký kênh cũng như bấm like để Long Hoài có động lực chia sẻ những video mới nhất về lĩnh vực đất đai, về lĩnh vực bất động sản. Và anh chị cô chú mình chạy thẳng theo trục đường này là mình ra tới quốc lộ 56 rồi ha.